Xin kính chào tất cả bà con, cô bác, cô chú, quý anh chị quay trở lại với kênh YouTube của Macao Đổ Bãi trong video buổi sáng thứ hai ngày 16 tháng 9. Hôm nay cũng là ngày 14 tháng 8 rồi. Mai là rằm trung thu được các bác ơi. Đấy, thì thường thường là nếu mà không mưa gió hay bão lụt thì tối nay thì các cái vùng miền thì sẽ rất là vui này các bạn này. Không biết là ở các khu các bác không có bão lũ thì như nào, chứ ngoài Hà Nội thì hay là nhà trường hay các khu ở đây thì đều phát quà hết rồi, cũng không có tổ chức các bạn thì vì vấn đề mưa lũ cũng như là thiệt hại của đồng bào các nơi nên là các khu vực ở ngoài Bắc thì gần như là sẽ không tổ chức trung thu cho các cháu, mà các cái tổ dân phố hay phường xã xóm thì sẽ tự tổ chức nhỏ và phát quà luôn từ mấy hôm trước rồi. Vâng, thì vào hôm nay cũng buổi sáng mới, một tuần mới, thì kính chúc tất cả các bác đang xem video cũng như theo dõi kênh của vợ chồng em một ngày mới, một tuần mới thật là nhiều sức khỏe, may mắn, bình an. Em lại tiếp tục như mọi hôm thôi, hôm nay thì vẫn là nồi cơm điện các bác nhá, nồi cơm điện bình thủy. Em nên mong các bác vào đón xem, chia sẻ rộng rãi video giúp vợ chồng chồng nhá. Bác nào vào xem video ủng hộ chồng em một lượt đăng ký kênh, bác nào chưa đăng ký kênh thì ủng hộ vợ chồng em một lượt đăng ký kênh và bật thông báo để những video mới nhất các bác nhá. Thì em sẽ lên video thường thường vào 8 giờ sáng hàng ngày này, các bác lưu ý giúp em. Thì đây là kênh bán hàng nhá, YouTube Macao Đổ Bãi, số điện thoại cộng Zalo mua hàng 0969885008. Đấy, tất cả hàng em bán đều sử dụng 110V các bác nhá, hàng em bán là hàng đã qua sử dụng rồi nên là không thể tránh khỏi những vết xước móp bên trong hay bên ngoài, tình trạng như nào em sẽ báo các bác rất là rõ trên video. Bên em bán hàng đặc biệt là không nhận cọc nhá, không hề nhận một đồng cọc nào nên bác hoàn toàn yên tâm đi ạ. Vâng, và bán hàng bao ship toàn quốc, bán hàng có bảo hành, có test dọn nên là giá thành nó sẽ nhỉnh hơn các bên bán buôn đầu mối các bác nhá, và bác nhận hàng làm quyền kiểm tra hàng sau đó thanh toán nên bác cân nhắc thật kỹ trước khi mua giúp em. Lại về tình trạng hàng hóa, dung tích, về màu sắc, khi bác đã mua rồi thì vui lòng không đổi trả, không thay đổi ý kiến của mình các bác nhá. Đấy, thì em có bán thêm cái bộ đổi điện của công ty của Nap Standard Việt Nam, công suất 2kVA, 3kVA, dây nhôm, dây đồng, giá vỏ sắt, vỏ nhựa nhá, giá vỏ sắt, vỏ nhựa, tất cả giá báo là có ship nhá. Đấy, đây là bộ, bên đây là bộ 2kVA dây nhôm vỏ sắt thì sẽ có giá 500.000 đồng bao ship, còn đây là bộ 2kVA dây đồng vỏ sắt thì sẽ có giá là 700.000 bao ship. Đấy, còn đây là bộ 2kVA dây nhôm vỏ nhựa như này thì sẽ có giá là 550.000 đồng, còn nếu đây là bộ 2kVA dây đồng vỏ nhựa như này thì sẽ có giá là 750.000 đồng. Đấy, thì các bác mà thấy ưng ý phù hợp thì ủng hộ chúng em, bác nào thấy giá thành nó chưa phù hợp thì có thể bỏ qua xem giải trí cho vui các bác nhé. Ngoài ra thì em có bán thêm các bác phải tặng kèm, bán thêm cái muôi của Nhật, bán thêm cái muôi của Nhật 50.000 một cái các bác nhé, 50.000 một cái, xuất xứ Made in Japan. Đấy, bác nào mua nồi hay là mua bất kỳ sản phẩm gì thì em sẽ đóng kèm thì các bác không mất tiền ship, còn nếu như bác mua đơn lẻ một cái muôi này thì bác vui lòng thanh toán là 50.000 cộng ship giúp em. Thì em vào việc luôn các bác nhá. Hôm nay thì vẫn là nồi cơm thôi, vẫn chính thì vẫn là nồi cơm thôi nhá. Đấy, đầu tiên em bác một em Mitsubishi giá rẻ đây. Đấy, hôm nay thì cũng còn ít nồi cơm thôi nhá, ít nồi cơm thôi. Đấy, bác mua hàng thì vui lòng liên hệ trực tiếp nhá, để không nhắn tin hoặc là không chốt ở trên YouTube các bác nhá. Đấy, tất cả hàng em bán đến tay các bác đều được, con nào hết pin thì sẽ được thay pin. Đấy, tem nhãn dán vào đầy đủ các bác về biết đường sử dụng ngay. Đấy, và được test dọn cơm. Đấy, rửa đáy sạch sẽ thôi nhá. Ok, đầu tiên là một em Mitsubishi cao tần IH, dung tích 1 lít, 1 lít thì nấu tối đa 1 kg gạo, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1015W nhá. Sản xuất 2013 được chưa ạ, thành quách đây, dây dợ còn đẹp nhá, dây còn đẹp được chưa ạ, không nứt nát bể vỡ nhá. Có sức ăn lâu hàng cũ mà chúng ta mua thì cũng tâm niệm đây là hàng cũ, hàng đã qua sử dụng rồi thì khó tránh khỏi những vết xước móp và nhá. Đấy, cũng hoan hỉ. 6:40 đây, điện nóm ok ngon lành nhá, điện nóm ok ngon lành. Con này nấu nó không hiện phút ngay từ ban đầu đâu, 15 phút cuối nó mới hiện cơ. Thủy này. Đấy, hẹn là cơm chín này, giờ phút nấu, thủy hâm, thủy menu, các phím hoạt động tốt các bác nhá, chuông còi kêu to. Đấy, dây còn rất đẹp này. Mitsubishi quay sách cao tần IH các bác mua về nấu cơm, nấu xôi, kho cá, nấu chè, đủ hết các thể loại đó nhá. Mặt inox sáng quắc này, răng còn đẹp. Đấy, răng còn đẹp nhá. Đây, ngoài đây, lòng đây, lòng sáng này, bên trong đây, bên trong lòng có chấm
ở giữa quá nhá, lòng có chấm ở giữa. Đấy, ngắm giúp nha. Bao không dính cơm nhá, bao không dính cơm. Được chưa ạ? Cấp ngân lượng nhá. Bao không dính cơm. Đấy. Không dính cơm đâu mấy con này, rất là sạch sẽ này. Bạn nhìn đây. Bên trong bên ngoài sạch bóng luôn nhá. Để các bác con em bao nhiêu? 540 nghìn nhá. 540 nghìn. Mã số 1 ngày 16. Năm trăm bốn mươi nghìn cả ship nhá, có bảo hành nữa các bác nhá. 50 nghìn, à 540 nghìn. Tiếp theo các bác, con Joji Yoshi cao tần IH vua ở bếp Nhật Bản đây. Joji Yoshi cao tần IH vua ở bếp Nhật Bản đây, mặt mũi đây. Đấy. Sản xuất năm 2020 nhá, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là bao nhiêu? Đấy, thành vách này có 2 mét này. Được chưa ạ? Dung tích 1 lít điện 100V công suất 1105W nhá. 2020 made in Japan. Đấy, made in Japan. Mặt mũi đây, con này có xước nhiều này, có xước nhiều nha các bác nhá. Đây. Con này giá để các bác giá bình dân thôi, 6 giờ 43 phút. Đấy. Giá bình dân nhá. Nấu này. Nhạc chuông còi đầy đủ các bác nhá. Nhạc chuông còi đầy đủ cho các bác luôn. Nhạc chuông còi đầy đủ nhá. Hủy này. Đấy. Hẹn giờ cơm chín này, phút này, giờ này. Đấy. Hủy này, hâm này. Hâm nhanh 8 phút này. Ok chị ạ. Các phím hoạt động tốt, chuông còi kêu to bác nhá. Chuông còi kêu to. Đấy. Có xước nhá. Có xước mờ ở bên ngoài. Đấy. Con này thay pin này nhá, 6 giờ 43 phút. Răng này, răng xanh nhá. Lâu rồi những cái răng hôm qua anh bảo cái răng đấy của nó sẽ lại lấy cái răng cũ nó vào. Chờ em chút nhá, các bác nhá. Đấy, đấy cái mà răng đây các bác nhá, rất đẹp này. Mà 2020 nhá. Răng xanh mướt nhá, răng kia nó bị hơi dán nó dấm dấm ở đây rồi, em mà bỏ đi mà sạch sẽ này. Đấy. Nằm nó không được đẹp mấy, có một vài vết chấm nhỏ xíu rồi, giá bình dân, một vài vết chấm thôi nhá, một vài vết chấm người chị ạ. Ngắm giúp em nhé. Đấy, có chấm xước không bong chóc hồng rộp nhé. Bên ngoài đây. Đấy có xước này. Bốn quanh sạch sẽ này. Đấy. Được cái đời cao thôi. À. Dưới. Trên sạch sẽ nhé. Điện nó ok ngon lành các bác nhé. Mã số 2. 16 tháng 9 được các bác nhận bao nhiêu? 790 đấy, 2020 đấy nhá. Đấy, chấm thì giá nó sẽ rẻ thôi. Đúng không? Tiếp theo là bác Mitsubishi đây, con này đẹp này. Bọn em Mitsubishi cao tần IH này, mic cấp nách nhá. Mặt mũi đây. Sáng nhỉ, 6 giờ 43 phút này. Đấy, mặt mũi đẹp không bóng chóc hồng rộp này, bốn quanh vuông đét như cái bánh trưng này. Sản xuất 2017 nhá, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1250W. Đấy. Bốn quanh đây. Đáy điếc đây. Nền là không bể vỡ, mặt trên đây nhá. Đấy. Sức mờ thì khó tránh khỏi đâu. Các bạn, em cắm điện này. Đấu này. Hủy này. Hâm này. Đấy. Thủy này, hẹn là cơm chín này, giờ phút nấu. Các phím hoạt động tốt quá nhá, chuông còi kêu to, ok chưa ạ? Dây thì rất đẹp và to.
Thì ở bên trong 2017 nắp hơi đây. Đấy, đây có tí canxi này. Đấy. Canxi thôi nhá. Mặt trước inox đẹp này, loang mềm nhá, xanh, loang kép. Xanh mềm, sạch sẽ, loang kép nhá. Đấy. Nòng đấy, nòng rất dày nhá, nòng cực kỳ dày. Đấy, có 1-2 điểm chấm cám nhỏ mờ xíu này. 1-2-3. Nắm giữ em nhá. Đây bên ngoài đây, sạch sẽ này, rất sạch nhá. Đây. Đấy, nòng ngoài phủ gốm đấy nhá. Đấy, rất dày, cực kỳ dày, nòng dày đấy. Đây là một trong những loại nòng dày nhất của Mitsubishi rồi. Vì sao? Vì đây miệng. Con này là nòng cả nòng carbon nhá. Nòng carbon dùng cũng được mà nòng kim loại dùng cũng được, nên tại sao nó phải dày, không dày là nó xì. Đấy. Nòng rất dày nhá, bóng, một vài điểm chấm cám nhỏ xíu thôi. Bên trong sạch sẽ này, màu trắng nhá. Đấy. Bên dưới bên trên để bác vào mua mua thì báo em luôn nhá, để em đóng cùng với nồi nhá. Sạch sẽ, đời 2010 mấy, 2017, nòng rất đẹp đấy coi nhá. Mã số 3, 16 tháng 9 để các bác qua cho 880, 880.000 thôi nhé. Đây là mấy con nửa lít nên bác mấy con nửa lít đi nhá. Nên mấy con nửa lít cho các bác này. Đầu tiên là một em Joyce cao tần IH dung tích nửa lít. Đấy. Cao tần nhá, điện 100V công suất là 700W. À, đấy đây 2018 nhá. 2018, bốn xung quanh có sức mờ này, có sức mờ. 2018 mới in ra 3. Dung tích nửa lít nhá. Đây có sức mờ đây. Đây. Bác nhìn thấy kỹ chưa? Mặt trên còn khá đẹp này, cũng có vết xước thôi. 6 giờ 48 phút nhá, pin biết ngon này. Test cho các bác rồi. Con này nó không có quạt gió nữa nhá. Nó tản nhiệt bằng một miếng nhôm rất là lớn đây, nên chạy cực kỳ êm. Nấu đây. Chuông còi nhạc dạo đầy đủ cho các bác luôn. Hủy, hâm. Hủy, hẹn giờ. Giờ. Phút. Ok nhá, các phím hoạt động tốt, chuông còi câu to, test cơm rồi, dây còn rất đẹp. À, dây còn rất đẹp này. Dây còn rất đẹp nhá. À, có hút hơi yếu nhưng vẫn hết dây nhá, hơi yếu nhưng vẫn hết dây. Đi ở bên trong. À, nửa lít thì giá nó sẽ cao quá nhá. À, nhiều bác thì chưa hình dung ra, chưa hiểu được bảo sao lại nồi bé lại đắt hơn cả nồi to. À, các bác xem nhiều rồi các bác biết nồi bé, nồi 0.54 này, hay là nồi 1 lít rưỡi này, nồi 1 lít 8 này, nó rất là ít. Đấy. Còn em nhập hàng nó đã cao rồi, nó bán theo độ ít các bác nhá, độ hiếm đúng không ạ? Loang xanh này 2010 mấy đấy, vừa đọc em đã quên mất rồi. Loang xanh mềm nhá, loang xanh mềm. Đấy. Rất là ít các bác nhá, rất là ít, sản xuất năm 2018 đấy ạ. Lòng ngoài đây, đáy có sức một chút xíu này. Đấy, bên trong đây. Đấy. Bên trong đây. Đấy. Có sức mua nhá. Có sức mua. Có sức mua này các bác ngắm chút nhá. Có sức mùi đấy ạ. À, bên ngoài đây, đấy có sức đây. À. Đây, sạch sẽ thôi nhá. Đấy. Lòng có sức mùi một vài điểm. Nửa lít nhá, điện nó ngon này do UC. Mã số 4. 16 chỉ điều em ạ. 790. 790.000 nhá, cả ship đấy. Có bảo hành nhá các bác nhá. Đây, nên bác một em Tiger. Một em Tiger đây. Dây thợ điện điếc ngon lành nhá. Rồi. Tiger 6 giờ 49 phút này. Con này thành quách đẹp nhá, sản xuất năm bao nhiêu? 2016 nữa này. Rất cao nhá. Dung tích nửa lít, điện 100V công suất 705W nhá. Dây từ này. Đây có tí xước này. Mặt trên này cũng có tí xước ở trên này, mép này.
Qua dùng một thời gian thì lấy cái búi đánh xoong đánh sạch tem cái này đi thì là đẹp nhá. Quan trọng nhất cái mặt này này còn rất đẹp sáng này, 6 giờ 50 phút con này thay pin rồi nhá. Con này thay pin rồi, được chưa ạ? À, rất đẹp nhá. Thay pin rồi ạ. Điện đóm ngon này. Dây từ nhá, dây từ. Đấy, hút rất chặt này. Đấy. Nấu này. Con này có quạt gió tản nhiệt nhá, bên trong cái mạch nó làm cực kỳ là phức tạp luôn. Ông em thay pin rồi. Rất là cẩn thận nhá. Con này made in Japan nhá. Thử này. Đấy. Hâm này. Đấy. Thử này, hẹn giờ cơm chín này, có chức năng nấu cơm cháy không nhá. Đấy. Giờ phút nấu màn hình xanh nét này. Đấy. Đèn xanh biếc luôn. Thử này. Menu này. Đấy. Cơm cháy này. Có chức năng nấu cơm cháy không nhá, điện đóm ngon lành rồi. Đấy. Dây rất đẹp. Đi ở bên trong. Đấy. Con này như mới này. Như mới nhá. Đấy. Răng này. Mặt xi còn chưa hề bị oxy hóa một tí nào nhá, răng như mới. Xong cũng đẹp này. Đấy, bên ngoài đây. Đẹp từ bên ngoài đẹp vào nhá. Đấy. Nòng 5 lớp nhá, nòng dày 5 lớp này. Đấy. Nòng rất dày nhá. Đẹp này, không có chấm chóc nhá, chỉ có một vài điểm sức môi thôi. Được chưa ạ? Một vài điểm sức môi nhá. Đẹp. Con này sạch sẽ đẹp đẽ con nhá. À, bên trong này, con nhìn cái tem này kìa. À, như mới này, bên ngoài thì xước sát tí thôi nhưng mà bên trong thì cực kỳ sạch và đẹp. À. Em bán có bảo hành, có test dọn và có bao ship cho con nhá. Nên giá nó sẽ cao hơn, nó mong có thông cảm vậy. À. Các cứ xem cân đối phù hợp để ủng hộ vợ chồng em. Mã số 5. Ngày 16 tháng 9 để các bác này 840. 840 nghìn không nhá. À, nửa lít. Của nhà Tiger có chức năng nấu cơm cháy. Song song đẹp. Bên trong này nói chung là rất là sạch sẽ và đẹp rồi. Đây, tiếp theo bọn em Mitsubishi đây, cũng nửa lít nhá. Mặt mũi đây. Đấy, có xước này các bạn này, có xước này. À, có xước này. Bốn xung quanh thêm có xước này. Mitsubishi nửa lít nha, con này thay pin rồi nhá. 6 giờ 52 phút. Thành quách bốn quanh có xước nhá. Sản xuất năm 2013 nhá, dung tích 0.63 này, điện 100V này, công suất là 710W nhá. 710W, con này thay pin rồi đấy ạ. À. Bốn xung quanh đây có vết cấn móp sức mở nhá, giá bình dân. 6 giờ 52 phút con này thay pin rồi ạ. Rất nặng nhá. Nấu này. Ok. Mẹ đưa cho ba mình một người nữa. Mẹ đưa rồi. Con này không hiện phút ngay từ ban đầu nha các bác nhá. 15 phút cuối nó mới hiện ạ. À. Hẹn giờ cơm chín này. Đấy. Giờ này. Phút này. Nấu này. Thủy này. Hâm này. Đấy. Các phím rất nhạy các bác nhá. Chuông còi đầy đủ các bác luôn. Dây to đẹp. Dây to đẹp nhá. Đấy. Hút cót thì tốt. Đi ở bên trong. Đấy. Răng đẹp nhá, răng rất đẹp luôn này. À, răng đẹp nhá, xanh mướt này. Răng đẹp xanh mướt các nhá. Đấy. Trông rất hầm hố. Mặt inox sáng quắc nhá. Đấy. Sạch sẽ nhá, răng cực kỳ đẹp rồi, bên trong sạch sẽ này. Nòng thì bị xước rồi các bác ơi, nòng bị xước rồi. Bên ngoài đây. Ngoài cũng có xước này, đấy, nòng zin chuẩn nhá. Đấy. Bên trong đây có chấm xước nhá. Đấy, có một cái việc điểm sức đúng giữa xong. Về bác nào mà đang ăn kia nấu gạo nứt hay là gia đình ít người, bố mẹ ông bà thì mua con này về nhỏ gọn nhẹ nhàng. Đấy. Có biết sức đúng giữa xong bác nhá, đúng giữa xong. Đấy, người ta cào cấu cái dĩa cái thìa thôi chứ không phải là phồng rộp, sợ nhất là nó bong chóc phồng rộp bác nhá. Đấy. Được chưa? Phồng rộp bong chóc thì mới sợ, chứ còn nếu mà nó chỉ là chấm trước do quá trình sử dụng thôi thì không đáng ngại đâu nhá, không đáng ngại đâu. Đấy, thì về chúng ta yên tâm sử dụng, sợ nhất là nó bị phồng lên giống như kiểu là nhà chúng ta mà sơn tường mà nó bị chóc ra từ bên trong ấy, thì nó sẽ hỏng ngay nhá. Đây. Bên trong sạch sẽ này.
dưới này, trên này. Đấy. Đấy mà là bao nhiêu? 740.000 nhá. 740.000. Nửa lít các bác nhá. Các bác cứ xem cân đối. 6 ngày à 10. 6 tháng 9 740. Giá này có cả ship rồi các nhá. Bác nào mà ở gần bưu cục Viettel bác có thể ra bác xem hàng. Thực sự là hàng gọi xếp tràn hết cả ra đường luôn. Quá kinh khủng. Nhiều hàng. Tiếp theo, nếu bác em Joy GVC cao tần IH vua đầu bếp Nhật Bản đây. Con này cũng sản xuất năm 2020 nhá. Con này sạch sẽ này. Dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1105. Con này 1 lít các bác nhá. Made in Java. Thành quách đúng quanh con này đẹp này. Đấy, cần móc mở sức sức nhẹ nhẹ thôi. Trên mặt còn đẹp nhá. 6:55. Đấy. Dây còn đẹp. Nấu này. Nhạc nhẽo chuông còi đầy đủ thôi nhá. Quý này. Hẹn giờ cơm tí này, phút này. Giờ phút. Nấu. Nhạc chuông đầy đủ các bác nhá. Quý này. Hâm này. Đấy, quý. Gạo không vo. Đấy, ok chị ạ. Các phím hoạt động tốt các bác nhá, chuông còi kêu to. Có thu tốt này. Em có chọn được cái bộ nòng son nào không? Đây, doang thì xanh mướt này. Con đẹp, xanh đẹp nhá. 2020 giờ rất cao. Nòng đẹp luôn này, đẹp từ ngoài vào trong này. Con này giá trên triệu các nhá. Vì sao vì nó đẹp như này cơ mà. Đẹp các bác nhá, cực kỳ đẹp chứ không phải đẹp. Đấy. Nòng đây. Sức mua cũng ít nhá. Đấy, 2020. Con này ngoại hình thành quách đẹp, một vài điểm sức mờ thôi, bên trong là rất sạch sẽ và đẹp nhá, từ trong ra ngoài. Đấy, cái nòng son. Đây, sạch sẽ này. Đấy, sạch sẽ này. Đấy. Đấy, nòng son bao nhìn như mới chưa? Đấy. À. Nó cũng chỉ được đến như này thôi các bạn, cũng không thể đẹp hơn được nữa rồi đúng không ạ? Doang cũng thế này. Mới tinh nhá. Ngoại hình thành quách đây. Điện đóng ngon này. Mã số 7. Ngày 16 tháng 9 được các 1.150.000. Đấy. Chênh với con kia rất nhiều tiền đúng không ạ? Vì nó đẹp mà. Đẹp thì giá nó sẽ cao thôi các bạn. Tiếp theo nếu bác bảo em la van tròn nhá. Na van cho dung tích 1 lít điện 100V. Công suất con này khoảng 1.100-1.200 vậy đấy. Vâng. Nấu này. Hủy này. Hâm này. Hủy này. Menu này. Đấy. Hủy này. Hẹn giờ cơm chín này. Giờ phút nấu này. Đấy. Rất nhạy các bác nhá. Hủy này. À. Nấu này. Đấy. Quý này. Đấy. Hàng cũ, hàng bãi các bác nhá. Đấy, nhiều lúc là những cái phím nó hơi nặng một chút thì các bác ấn mạnh mạnh tay giúp em và ấn một vài lần nó sẽ nhạy ngay. Đấy. Đấy, đúng vị trí nhá. Đấy, đúng vị trí chỗ này. Đấy, bên trong à. Đấy. Quý này. Đấy. Ok chưa? Đấy, rất nhạy nhá. Quý. Các phím hoạt động tốt các bác nhá. Chuông còi kêu to. Nationa. Hai bức nấu hát van cho. Đấy, dòng này thì bền, nắp đẹp này, cực kỳ đẹp, sạch sẽ. Đấy. Mặt đây, chỗ này hơi có một tí xước nhá, hai bên đối hát. Bốn quanh thành quách này, còn sáng quắc này. Đấy, điếc này là không bể vỡ nhá, con này thay pin rồi. Đấy. Điện 100V, công suất là 1.100W, 2.005 nhá, sản xuất 2.005. Được chưa ạ? Doang xanh mướt này, doang xanh như mới nhá. Doang xanh như mới. Mặt trước mặt sau này như mới nhá. Nòng son đẹp này, ngoài inox nhá, sáng quắc. Đấy. Đây, nhưng em kỳ chưa sạch này, cái này kỳ này sạch thôi nhá. Đây. Kỳ này sạch thôi. Đấy. Inox nhá, quả đánh thoải mái, bây giờ sợ xước bên trong nòng đẹp này. Óng ánh kim tuyến luôn nhá.
Xước bong chóc không có nhá. Chấm cũng không có nhá. Lòng này là rất là đẹp rồi. Đấy, bác nhìn kỹ này. Lòng bao đẹp với các bác luôn. Được chưa ạ? Đấy đây, sáng quắc này. Bốn hôm qua. Đấy, bên trong đây cái răng này còn xanh nguyên nhá. Đấy, bên dưới đây. Nationa. Hai bước nấu đi hả? Điện đó ok nhá. Đấy, một tí xước ở đây nhá. Đây, nắm lại một tí này. Số 8. Đấy, 10. 6 tháng 9 nữa. 890. Cả ship nhá, 890.000. Đây. Để mà các bác một con giá rất là bình dân. Này, Banavat nhá. Cái con này thì mép này thì xước này, về bác đánh thì cũng được. Này, bên trong nó bằng inox nhá, bên trong bằng inox, bên ngoài nó phủ một lớp sơn. Đấy, một lớp sơn màu. Đấy, inox nhá, đời cũ nó bằng inox, nó không phải bằng tôn đâu. Nhưng mà đánh thì là sạch. Bằng inox nhá. Đấy, được chưa ạ? Mặt trên đây. Cũng có xước này. 8 giờ 57 phút này màn hình rất sáng nhá. Đấy. Màn rất sáng, này có xước nano nhá. Sản xuất năm 2012, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1.100W, máy này là không bể vỡ nhá. Đây mặt mũi đây. Màn hình sáng này chỗ này không bị xước này. Trên này thì han tí đây. Nấu đây. 53 phút này. Thủy này, quạt gió chạy rất êm nhá. Hâm này. Thủy này, hẹn giờ cơm chín này, giờ. Phút. Nấu. Đèn sáng ngon lành nhá. Đấy. Hủy menu. Các phím hoạt động tốt các bác nhá, chuông còi kêu to, dây còn rất đẹp này. Dây còn rất đẹp nhá. Cót hút tốt này. Đấy. Panasonic bền. Banavat nhá. Banavat. Như ở bên trong. Này giá bình dân. Nòng đây, nòng đẹp này. Nòng đẹp nhá. Nòng đẹp. Nòng đẹp. Nòng đẹp coi nhá. Ngắm giúp em. Có sức mua nhá. Nó nòng cũng cũng có sức rồi. Ui, nhầm là cứ quen mồm nòng đẹp. Nòng có sức nhá. Đây. Nấu cơm ở đây các bạn. Răng xanh mướt này. Răng xanh mướt nhá, sạch sẽ này. Được chưa ạ? Răng xanh nhá, mềm. Sạch sẽ nhá. Những dòng Bana con nào cũng sẽ nấu cơm nó rất là lúc sôi hơi nó rất là khỏe các bác nhá. Nên các bác lưu ý là sau quá mỗi ngày nấu cơm là các bác đi tháo cái răng ra bỏ vào rửa bằng xà phòng để trên bàn bếp cho nó khô. À, và sau đó thì lấy khăn mềm lau cái phần trong này nhá, cho nó sạch luôn luôn được sạch sẽ. Bên trong này, bên trên này răng rất đầy đủ nhá, răng đầy đủ các bác luôn, bên dưới bên trên răng xanh đẹp nhá các bác nhá, răng xanh đẹp. Mã này mã số 9. 16 tháng 9 được bao này bao nhiêu? 490.000. Cả ship đúng không nhá? 490.000 được chưa ạ? Vẫn có bảo hành, hết chọn bác ngon lành rồi. Mã số 10. Nên bác con Joyosi, con này nòng xấu, giá bình dân nhá. Thành quách đây. Sản xuất năm 2018 nhá, dung tích 1 lít điện 100V. Đấy. 2018. Thành quách có xước này. 1005W in Japan nhá. Dây còn đẹp này. Đấy. Dây còn rất đẹp nhá. Mặt trên đây. Mặt trên đây. Đấy.
chỗ này đây bác nhìn kỹ giúp em này, có xước nhá, điện đóm ngon này, nấu này, nhạc dạo chuông còi đầy đủ quá nhá, nhạc dạo chuông còi đầy đủ, hủy này, hâm này, hủy này, là cơm chín, nấu này, nhạc dạo chuông còi đủ bao nhá. Ok, các phím hoạt động tốt, nhạy chuông còi kêu to, đi ở bên trong, loang này xanh này, loang xanh nhá, loang rất xanh, sạch này, xanh sạch nhá, xanh và sạch, lòng ngoài đây, bốn xung quanh đây, trong lòng có chấm này, lòng có chấm nhá, chấm sức nhiều nhiều đấy ạ, nhưng không dính được cơm thôi nhá. Được chưa ạ? Lòng có chấm nhiều nhiều nhá. Bên trong sạch sẽ này. Đời cao nhá. Đấy, lòng xong. Có chấm nhá. Răng người xanh. Điện đóm ngon này. Pin biết ok anh em nhá, mã số 10. 16 để các bác này 640. Đấy. 640.000 nhau nhá. Cả ship nhá. Đây. Nếu mà có máy xay nhá. Một máy xay nguyên hộp nhá, máy xay. Con Tico. Đấy. Hộp về nữa em bỏ nó nhá, con này nguyên hộp. Đây. Đây. Cối inox nhá. À quên, cối thủy tinh Techcom. Điện 100V nhá, lưỡi titan vàng. Đấy. Được chưa ạ? Mới tinh nhá, mới tinh. Cối đây. Đấy. Điện 100V công suất là bao nhiêu? 160W made in China. Đấy. Dung tích là 750ml. Đấy. Dung tích 750ml các bác nhá. Đấy. Mới nhá. Ok dạ. Đấy. Nó đang bị khô nhá nên chạy nó sẽ ổn hơn, nó có nước chạy nó sẽ êm hơn các bác nhá. Đấy. Con này về còn hộp nhưng mà nó ướt sẽ bỏ hết được các bác nhá. Ướt bỏ đi rồi. Đấy. 15 tích cung. Dây mới tinh nhá. Mã này mã số 11. 16 tháng 9 đây con này. 440. 440.000 đó nha, cả ship đó nha. Đấy. Mới tinh nhá, cối 750ml. Nên bác một vài con bình thủy nhá. Một vài con bình thủy. Giá bình dân thôi các bác nhá. Để lấy dây đấy. Vài con bình thủy. À. Đầu tiên là một em Big Cook. À, Big Cook nhá. À, điện đóm ngon lành này các bác nhá. Bơm chạy o o rồi. Đấy, bơm chạy o o rồi các bác nhá. Yên tâm test kỹ rồi. Bên trong này như mới nhá. À. Doang đây, mặt đây, bên trong inox này, lưới lọc đầy đủ nhá, bên trong bằng inox, lưới lọc đầy đủ, mặt inox nhá, Big Cook. À. Sản xuất năm 2021 nhá, dung tích 2.2 L, điện 100V, công suất là 700W, này, 700W, made in China nhá, này. Ngắm lại giúp em nhé. Xanh sạch sẽ đấy ạ.
dây lợi đầy đủ nhá, bít cúc bơm bít ngon này, đấy, khóa bơm này, bật bơm này, khóa bơm này, mã số 12 ngày 16 tháng 9 đều bắt đầu nhập 320 cả ship nhá, đấy tính ra chỉ có hơn 200 ngàn cái bình thủy thôi, thế có bằng nhựa nó được dọn dẹp sạch sẽ rồi, đời 2K 2021. Đấy, dọn dẹp bao bơm bao test nhé các bác nhá, còn được bảo hành. Tiếp theo lên bác một em Tiger nhá, 3 nít, con này dây to. Một em Tiger 3 nít nhá. Tiger 3 nít. Điện nó ngon lành không nhá. Này, điện đây. À, bơm này. Ồ ồ là nhá. Yên tâm sử dụng. Một em 3 lít nhá, sản xuất năm 2009, dung tích 3 lít thì 100V công suất là 905W. Made in China nhá. Bình thủy. Bếp từ. Rồi à, nò chiên không dầu cũng như là bàn ủi với nước không dây. Thì 90% là sản xuất tại Trung Quốc coi nhá. Đều có in Made in China. Mặt mũi này 70-98 này. Bơm nước ngon lành nhá. Răng đây, răng còn xanh đẹp này. À, mềm nhá. Xanh đẹp. Mặt trước mặt sau. Được chưa ạ? Đi ở bên trong này. À, nòng đây, còn lưới lọc đầy đủ nhá. Sạch sẽ nhá. Bác nào nhà đang dùng có bị cặn canxi thì bác nên đi Shopee, bác đánh chữ tìm mua axit chanh nhau nhá, axit chanh nó là axit hữu cơ. Axit thực phẩm, đây các bác có thể là về đổ đầy nước vào, đổ đầy nước vào đây lên cái miệng này, trong bác cho như cái bình 3 lít này bác cho khoảng tầm 3 thìa. 3 thìa cái bột axit chanh đấy bác quấy đều đi, xong rồi bác cắm điện. Bác để qua đêm, sáng mai bác đánh là sạch bóng luôn nhá. Đấy, 3 lít nhá, của nhà Tiger. Màu trắng bằng nhựa nhá. Yên tâm, mã số 14 ngày 16 tháng 9 để các bác làm bao nhiêu? 570.000 cả ship. À, có bảo hành. Đây có một vài cặp nòng nồi nhá, em lên cho các bác đây. Lên cho các bác một vài cặp nòng nồi để các bác về nấu kho cá hay là nấu canh. Đấy. Kho cá hay nấu canh nhá. Đấy. Đầu tiên là một cặp này, hai con này đều dày nhá. Đấy. Nòng nó không được đẹp mấy đâu, nó có xước rồi. Đấy, nó có xước rồi các bác nhá. Đấy, có chấm này. Chấm xước này. Đấy. Ngoài này tráng gương này, rất là dày nhá. Nòng này cực kỳ dày nhá, về nấu canh kho cá thì tuyệt vời luôn rồi, tráng gương. Đây là một chiếc nồi mặt quỷ nhá, Sanyo mặt quỷ. Đấy. Và đây là một chiếc nồi của thằng Toshiba. Nòng dày nhá, đun từ thoải mái quá nhá, nòng nồi cơm đun thoải mái, con này thì xấu rồi, bong chóc phồng rộp rồi. Đấy. Dùng thoải mái nhá các bác nhá. Hai con. Đấy, con này thì đẹp này. Đấy, một cặp đầu tiên này. Mã số mười mấy? 15. Ngày 16 tháng 9 để bác làm bao nhiêu? 270. Này, 270.000 hai cái nòng nồi còn cả ship thôi nhá, cả ship luôn đấy ạ. Này. Đấy, mặt quỷ nhá. Đấy, cái này nòng dày đấy ạ, nòng dày. 270.000. Đấy. Tiếp theo, lên bóc một cặp con này là của thằng Panasonic này. Con này đẹp này. Rất dày nhá, Panasonic van có chức năng nấu cơm cháy này, nòng rất bóng nhá. Này xem là cái gì đây? Đây, nòng cực kỳ bóng nhá, anh nhìn thấy chưa? À, rất bóng này. Này, nòng Panasonic nhá, nòng của Panasonic đây. Con này là Panasonic quạt cũng cho được vào này. Panasonic có chức năng nấu cơm cháy. Panasonic van tròn đấy ạ, và van tròn đời cao nhá, ra vào đời trung ấy, đời 2010, 11, 12 ấy. Đấy. Bana quạt, bana cốc bùa cũng cho được nhá. Này, một con này. Con này là con bana vát nhá, bana vát. Bana vát này đời trung hay đời cao để em thử vào cái con kia này. Báo các bác để các bác mua về nhiều lúc nữa bác vẫn còn thay vào nồi cơm. À, cho vào con bana khoảng đời bana vát đời thấp nhá, đời 11, 12. Được.
Đấy, trong lòng có chấm chóc này. Đấy, trong lòng có chấm chóc. Đấy, ngắm giúp em nhé. Đấy, sạch sẽ này. Con này dày dặn nhá. Bên ngoài đây. Đấy. Mã này mã số 16. Ngày 16 tháng 9 để các bác này bao nhiêu? 290. À, 290.000 nhá. Cả ship các bác nhá. Đấy. 100.000 hơn 100.000 cái đồng nồi thôi. Tiếp theo một cặp này đây. Con này là cho vào con bana vuông đời 08 đến 9 đến 10, 11 12. Đấy. Trong lòng đây có chấm chóc nhẹ nhá. Có chấm chóc nhẹ. Được chưa? Đấy. Ngoài sạch sẽ này. Đấy. Con này là lòng của con Joy UC dày dặn nhá, sạch sẽ này. Đấy. Bên trong có chóc rồi. Bác về mua về nấu canh nấu kho cá thoải mái nhá. Kho thịt bếp từ nấu thoải mái quá nhá. Rồi nồng nồi cơm thì các bác yên tâm. Đấy. Cặp này cặp số 17. Cặp số 17 luôn tiêu thoải mái quá nhá. Để bác con này 250. 250.000 cả ship luôn nhá. 250.000 cả ship. Vâng, cái mã lòng nồi số 17 này cũng là cái mã cuối cùng trong video buổi sáng ngày hôm nay rồi. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy thì hàng hóa này cũng không còn mấy đâu các bác, chỉ còn một ít như thế thôi. Thì buổi sáng mai còn một em sẽ bắt đầu dọn kho, xong còn cái gì thì em sẽ bỏ lên em xả cho các bác nhé. Mong các bác vào đón xem. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, hôm nay có mấy cặp lòng nồi với mấy cái nồi cơm nhá. Đây là kênh bán hàng nha. Đấy, các bác vào xem video ủng hộ chúng em nút like. Bác nào chưa đăng ký kênh, ủng hộ vợ chồng em một lượt đăng ký kênh. Đấy, bác nào mà thấy giá thành chưa phù hợp thì có thể bỏ qua xem cho giải trí thôi nhá, cho vợ chồng em lúc này. Bác nào thấy ưng ý phù hợp thì ủng hộ vợ chồng nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Hẹn các bác video buổi sáng ngày mai. Kính chúc các bác một ngày mới an lành. Xin chào, gặp lại.